Sách xuất Ai Cập ký chương 12 lễ vượt qua. Khi còn ở Ai Cập, Chúa có phán với Môi-se và A-rôn: tháng này sẽ được kể là tháng riêng, tức là tháng thứ nhất trong năm. Con ra lệnh cho toàn dân Israel vào mùng 10 tháng này, mỗi người đàn ông phải bắt một con cừu cho gia đình mình, mỗi gia đình một con cừu con. Nếu gia đình nào có ít người không thể ăn hết một cừu con thì phải chia sẻ với người láng giềng gần nhất, tính thế nào cho đủ số người ăn. Các con cũng ước tính số lượng thịt cần thiết cho mỗi người ăn. Thú vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực đúng một tuổi không tì vết. Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày 14 tháng này, và toàn dân Israel đem chúng ra giết vào lúc chiều tối. Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà là nơi sẽ ăn thịt cừu. Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt cừu và quay trên lửa với rau đắng và bánh không men. Đừng ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con cừu trên lửa với cái đầu, chân và bộ lòng. Đừng để thừa lại cho đến sáng mai. Nếu còn thừa chút gì, hãy đem đốt hết. Đây là cách các con ăn thịt đó: phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng. Đó là lúc Chúa vượt qua. Trong đêm ấy, ta sẽ vượt qua khắp xứ Ai Cập và giết hết các con đầu lòng của loài người cũng như của các loài súc vật. Và ta sẽ đoán phạt các thần của Ai Cập. Ta là Chúa. Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở, và khi ta thấy huyết, ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hạch sẽ không đụng đến các con trong khi ta hành hại những người Ai Cập. Đây là ngày các con phải kỷ niệm từ thế hệ này đến thế hệ khác. Các con phải tổ chức lễ này cho Chúa. Đây là mạng lệnh có hiệu lực vĩnh viễn. Trong 7 ngày, các con phải ăn bánh không men. Vào ngày thứ nhất, các con phải đem hết men ra khỏi nhà. Vì ai ăn bất cứ món gì có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy sẽ bị khai trừ ra khỏi Israel. Vào ngày thứ nhất, các con phải tổ chức một cuộc họp thánh. Đến ngày thứ bảy, cũng tổ chức một cuộc họp thánh nữa. Những ngày này, các con không được làm việc chi cả, ngoại trừ việc chuẩn bị thức ăn là việc duy nhất có thể làm. Các con hãy tổ chức lễ bánh không men, vì vào chính ngày này, ta đem các đơn vị Israel ra khỏi Ai Cập. Việc tổ chức lễ này là một mạng lệnh vĩnh viễn cho các thế hệ trong tương lai. Từ tối ngày 14 cho đến tối ngày 21 tháng riêng, các con phải ăn bánh không men. Trong 7 ngày đó, không ai được giữ men trong nhà, bất cứ người nào ăn món gì có men cũng sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng Israel, dù là ngoại kiều hay người sinh trong xứ. Đừng ăn món gì có men, bất cứ sinh sống ở đâu, các con cũng phải ăn bánh không men. Môi-se triệu tập các bô lão Israel lại và nói với họ: các ông phải lập tức đi chọn cừu con cho gia đình mình và giết nó để làm lễ vượt qua. Hãy lấy một bó bài hương thảo, nhúng vào chậu huyết và đem bôi trên thanh ngang và hai thanh dọc của khung cửa, không được ra khỏi nhà khi trời chưa sáng. Khi Chúa đi qua xứ để hình phạt người Ai Cập sẽ vượt qua nhà nào khi thấy khung cửa nhà ấy bôi huyết trên thanh ngang và hai thanh dọc, Ngài sẽ không cho phép đứng hủy diệt vào nhà để giết hại. Phải vâng giữ các huấn thị này như một mạng lệnh có hiệu lực vĩnh viễn cho các ông và hậu tự các ông. Cũng phải giữ lễ này khi đã vào xứ Chúa hứa sẽ ban cho. Khi con cháu các ông hỏi lễ này có ý nghĩa gì thì nói với chúng: đây là lễ vượt qua cho Chúa để kỷ niệm ngày Ngài đã vượt qua nhà của dân Israel khi còn ở trong xứ Ai Cập. Ngài vượt qua nhà của chúng ta trong khi giết hại người Ai Cập. Nghe xong, dân chúng cúi xuống và thờ phượng. Rồi dân Israel làm đúng theo mọi điều Chúa đã phán dạy Môi-se và A-rôn.
Lúc nửa đêm, Chúa giết hại tất cả các con trai đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ thái tử con Pharaoh đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của tù nhân đang bị giam trong ngục, cả đến con đầu lòng của gia súc, Pharaoh, quần thần và mọi công dân Ai Cập chợt thức giấc lúc nửa đêm, rồi tiếng than khóc vang lên khắp nước vì không có nhà nào không có người chết. Ngay đêm ấy, Pharaoh cho triệu Môi-se và Aaron đến và nói: "Yêu cầu hai ông và toàn dân Israel lìa khỏi chúng tôi. Các ông hãy đi thờ phượng Chúa như điều các ông đã xin, cũng dẫn theo cả bò cừu như các ông đã nói, rồi đi hết, và cũng cầu phước cho chúng tôi với." Dân Ai Cập hối thúc người Israel phải cấp tốc ra khỏi nước họ, vì nói rằng: "Nếu các ngươi không đi, chúng tôi sẽ chết hết." Dân Israel lấy áo bọc thùng nhồi bột với bột mới nhồi nhưng chưa kịp pha men, rồi vác lên vai mà đi. Họ làm theo mọi điều Môi-se đã dặn bảo và hỏi xin người Ai Cập các món bằng bạc và bằng vàng và cả áo sống nữa. Chúa làm cho người Ai Cập có tình cảm với họ và cho họ những thứ họ xin. Như vậy, người Ai Cập bị họ bóc lột. Dân Israel ra đi từ Ramse đến Sukkot. Tổng số người đi độ 600.000 người. Đây là số đàn ông, chưa kể đàn bà con nít. Cũng có rất nhiều người ngoại tộc cùng đi, dẫn theo từng đàn gia súc rất lớn. Với bột đã nhồi ở Ai Cập, họ làm bánh không men. Bột này nhồi pha không men vì họ bị đuổi đi gấp, không kịp chuẩn bị lương thực đi đường. Thời gian dân Israel cư ngụ trong xứ Ai Cập là 430 năm. Đúng vào ngày cuối cùng của thời gian 430 năm ấy, các đơn vị của Chúa rời khỏi Ai Cập. Vì Chúa đã rút dân Israel ra khỏi Ai Cập vào đêm ấy, nên dân Israel phải giữ đêm ấy làm kỷ niệm từ thế hệ này đến thế hệ khác. Các quy tắc về lễ vượt qua. Chúa phán bảo Môi-se và Aaron, đây là các quy tắc về lễ vượt qua. Người ngoại quốc không được ăn lễ ấy. Nô lệ các con đã mua chỉ được phép ăn lễ sau khi chịu cắt bì. Nhưng những kiểu dân tạm trú và người làm mướn không được phép ăn. Thịt phải ăn trong nhà và không được đem ra khỏi nhà, cũng không được làm gãy một cây xương nào cả. Toàn thể cộng đồng Israel phải dự lễ vượt qua. Những người ngoại kiều sống chung với người Israel, nếu muốn dự lễ vượt qua thì đàn ông phải chịu cắt bì, sau đó họ mới được phép ăn lễ như người sinh ra trong xứ. Đàn ông không chịu cắt bì không được phép ăn lễ. Luật này áp dụng cho cả người sinh trong xứ lẫn người kiều ngụ. Tất cả dân Israel đều làm theo điều Chúa đã phán dạy Môi-se và Aaron. Trong chính ngày đó, Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập tùy theo các đơn vị họ.